Dạ, xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô, chú, anh chị, các bạn cùng trở lại kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là một buổi tối của thành phố Nha Trang, một buổi tối cuối tuần với đông đúc những dòng người qua lại trên các con phố. Và hôm nay cũng là ngày 17 tròn trăng. Và trên bầu trời là một ánh trăng hết sức là huyền diệu, to, tròn. Và cũng mới buổi tối ngày hôm qua thôi, thưa quý vị, một hiện tượng nguyệt thực đã xảy ra vào lúc 22 giờ hơn. Và rất đặc biệt khi ánh mặt trăng của ngày hôm qua rất to và rất gần gũi với lại trái đất này. Và cũng có nhiều nhiếp ảnh gia đã bắt chọn được những hình ảnh của nhật nguyệt thực ngày hôm qua đó quý vị. Và hôm nay em đang đứng ở khu vực bãi biển của thành phố Nha Trang, một nơi công viên trên dãy đường Duy Tân ngày xưa, với những hàng dừa xanh, những cây dương vẫn sừng sững đứng nơi này từ bao giờ. Về biển của thành phố Nha Trang thì rất là đẹp, luôn luôn là một sự thơ mộng, một sự lãng mạn của đối với rất nhiều người, khách du lịch, khách địa phương cũng như là khách nước ngoài khi đến với thành phố Nha Trang. Con đường Duy Tân của năm xưa hiện nay là đường Trần Phú, đang đông đúc, náo nhiệt và tập trung rất nhiều những ánh đèn, nhiều cơ sở hạ tầng phục vụ cho ngành du lịch. Một điểm đến mà mấy ai khó có thể bỏ qua khi đặt chân đến với thành phố Nha Trang. Một hàng dương xanh, những tòa nhà cao tầng ven bờ biển có vẻ như là một nét chưa hợp lý lắm ở khu phố biển thơ mộng và lãng mạn này. Những gì của ngày xưa là những gì đẹp đẽ nhất, những gì hoang sơ nhất là những gì nhớ mãi trong lòng của những quý vị là người dân gốc Nha Trang. Và kính thưa quý vị, đối với thành phố Nha Trang là một niềm tự hào, một niềm thương nhớ, viết bao nhiêu hoài niệm của tất cả những người đã sinh ra và lớn lên tại thành phố Nha Trang. Những người hiện nay thì đang hiện hữu tại thành phố Nha Trang, sinh sống và làm việc ở đây. Còn rất nhiều người thì cũng đang là những người xa quê, xa xứ, với những nỗi nhớ nhung da diết nồng nàn. Và trong đó có một chú là một người Nha Trang đang xa xứ đã rất lâu, với một cái nỗi niềm chú đã viết lên thành một lời chuyện, đó là Nha Trang nồng nàn chung thủy một mối tình. Tôi chào đời tại nhà hộ sinh của cô Thăng Phi ở đường Phước Hải, nay là đường Nguyễn Trãi. Trong ký ức, tôi vẫn còn nhớ những buổi đi coi cine tại các rạp như Tân Tiến, Tân Tân, Nha Trang, với các diễn viên Hồng Kông nổi tiếng như Khương Đại Dệ, Địch Long và nhất là Lý Tiểu Long. Tôi vẫn còn nhớ rất thích ăn đồ hộp của quân đội Mỹ bị tuồn ra ngoài bán khắp nơi, thích cùng đám bạn đi bộ lang thang khắp phố phường từ đường quốc lộ 1 gần bến xe Ninh Hòa nơi tôi ở cho đến chợ Sớm Mới ở đường Nguyễn Hoàng, nay là Ngô Gia Tự. Thích thu thập nắp keng, bao thuốc lá để xếp thành hình tam giác để làm đồng tiền trong các trò chơi. Thích đi tắm biển và hẹn lũ bạn địa điểm được xác định bằng những các quán bar dọc theo đường Duy Tân, nay là đường Trần Phú. Rồi đến ngày 2 tháng 4 năm 1975, tôi cùng hàng ngàn người đứng nhìn những chiếc xe tăng T-54 và quân xa chạy qua nhà tôi ở đường quốc lộ 1, đang vương vãi đầy súng ống và đạn dược, rồi những bài hát hào hùng thường xuyên phát trên các loa phát thanh làm mọi người dễ dàng thuộc lòng. Rồi tôi được học hành trong một ngôi trường mới, được phân công đan lát ngoài giờ học, phải đạp xe cùng đám bạn đi đèo Rù Rì để mua những gốc khoai mì về nộp cho nhà trường. Nhưng thời kỳ này cũng là thời gian lưu lại những kỷ niệm đẹp thời niên thiếu cùng đám bạn học trò ở trường Khải Minh. Đi bộ đến Tích Hòn Chồng để câu cá, rồi nhảy xuống biển, nhảy đủ kiểu từ nhảy chuối,
nhảy bơm đến nhảy kiểu con én. Chúng tôi đạp xe đạp đến tận bãi tiên ở Ba Làng để tắm biển ở khu đẹp như tiên, leo lên khu tượng kim thân Phật tổ chơi, đi đến đập nước cầu dứa vỏ cạnh để bơi trong hồ, leo vô viện Pasteur để hái những trái cha ăn ngọt liệm, chèo hái trái bàng ở công viên Đại Hàng đập ra ăn rất là béo, tổ chức đánh trận giả ở bãi biển, đi xe lam đến hồ cá Chí Nguyên, mang theo guitar ca hát và vui vẻ náo nhiệt cả một khu yên tĩnh của vùng biển và cả núi. Rồi đến giai đoạn chen lấn xếp hàng để mua gạo, rồi sau đó phải đi xay cho gạo trắng ra, và trước khi nấu cơm thì phải đãi gạo loại sạn ra. Tôi không hiểu tại sao thời kỳ cuối thập niên 1970 và thập niên 1980 gạo lại có nhiều sạn đến thế, hay là người ta cố ý bỏ vô. Rồi đến giai đoạn thập niên 1990, các biển treo trước các cơ quan nhà nước đổi từ câu mệnh lệnh và lạnh lùng xuống xe tắt máy, xuất trình giấy tờ, sang tắm biển ghi đề nghị và yêu cầu. Đề nghị tắt máy, dắt xe qua cổng. Tôi không biết là trường hợp đi xe hơi thì phải làm như thế nào. Rồi khi nấu cơm chỉ tốn có một phút, vo gạo và cắm điện là nồi cơm sẽ chín. Điều khiến tôi nể nang là các quán ăn, nhà hàng có từ trước 1975 đến nay qua nhiều thế hệ vẫn đông khách, như nhà hàng Lạc Cảnh, kể cả thời kỳ 3 số 2 ở đường Duy Tân, quán Bích Tích Thiên Hương ở đường Hai Chùa, quán Bún Thịt Nướng Bà Lòng ở đường Hoàng Tử Cảnh, quán Bún Bò và quán Phở ở gần trường Khải Minh, quán Phở Bò Tân Thành ở đường Trần Quý Cáp. Tôi còn nhớ mỗi buổi sáng tầm 4-5 giờ, người dân Nha Trang hay đi tắm biển sẽ thấy một người đàn ông qua tuổi chi thiên mệnh đi bộ trên đường Lê Lợi đã hơn 50 năm qua. Ông ta mỗi sáng đều đi bộ trên con đường này. Sau đó ông ta chạy bộ dọc theo đường biển để nhìn ngắm những công trình may mắn hay xui xẻo còn sót lại trên đường Duy Tân. Và không biết khi nào sẽ biến mất. Bưu điện cũ nay là quán cà phê, công viên Yến Phi, viện Pasteur, nhà bảo tàng Khánh Hòa, khách sạn Duy Tân, nay là khách sạn Luxury cũng đang bị đóng cửa, nhà khách T78 ở 44 Trần Phú. Trước 1975 hình như là Bộ Tư lệnh Vùng 2. Sau khi chạy bộ dọc bờ biển thì người đàn ông ngồi trên lan can ở khu đối diện viện Pasteur ngắm nhìn mặt trời mọc và sau đó sẽ bơi ra hướng mặt trời đang lên cao dần. Trong những dịp hồi ức về những kỷ niệm Nha Trang xưa, ông ta nhìn xuống bãi cát trong nắng vàng, mang mai, dịu dàng và dường như thấy có một đám học trò đang chơi trận giả. Nhìn sang phải, ông ta dường như thấy những cậu học trò trèo qua song sắt của viện Pasteur để hái những trái cha rồi bị bác bảo vệ bắt nhốt. Bây giờ ở chỗ đó, trái cha ra đầy vỉa hè mà chẳng ai thèm lượm, chẳng ai thèm ăn. Nhìn sang trái, ông ta dường như thấy lũ trẻ bu bông xe bán trái cóc, ổi và mực nướng sau khi tắm biển đến nhăn cả 10 đầu ngón tay. Quay lưng lại, ôi, những cây bàng ở giải phân khách đâu hết cả rồi. Những cây bàng hay chuỗi lá khi xuân về đâu hết rồi, mà bên kia đường lại trồng những cây bàng, cây cha bé tí, rồi khi nào mới lớn lên. Tôi đã từng đi Bali và Surabaya ở Indonesia, Pattaya, Phuket ở Thái Lan, Subic ở Philippines, Penang ở Malaysia, Hawaii ở Hoa Kỳ, hay Tahiti, Jamaica, Costa Rica, đã từng đến bãi cháy ở Quảng Ninh, Đồ Sơn ở Hải Phòng, Sầm Sơn ở Thanh Hóa, Đà Nẵng, Mũi Né hay Vũng Tàu. Nhưng tôi không muốn và không thích tắm biển ở những bãi biển nổi tiếng này. Đơn giản là trong tâm trí tôi,
Nha Trang là bãi biển xinh đẹp nhất, không đâu sánh bằng. Và tôi cũng không muốn phụ lòng biển Nha Trang. Tôi muốn giữ mãi mối tình nồng nàn, chung thủy ở nơi tôi sinh ra, lớn lên và lập nghiệp. Dạ kính thưa quý vị, vừa rồi là một bài viết của một chú xa xứ. Chú đang xa Nha Trang từ rất lâu, hiếm khi cái dịp trở về lại thành phố, cho nên những nỗi lòng của chú đã được thể hiện bằng những lời văn chương. Và hôm nay em chia sẻ lại đến toàn thể quý vị để quý vị cùng biết về một câu chuyện của một người dân xa xứ, một người con Nha Trang. Và hôm nay em đang đi trên những cái con đường quen thuộc của ngày xưa. Quý vị có thể nhìn ngắm lại những nơi đầy hoài niệm của mình. Chúc mừng quý vị, ở đây là Ti Hỏa Sa thời trước năm 1975 trên đường Y Dạc Sen. Và sau năm 75 là công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh. Và tiếp tục trên con đường này thì đây là một góc ngã tư của hiện tại, đường Phan Thanh Giản, đường Y Dạc Sen và đường Trần Hưng Đạo. Những năm của ngày xưa thì nơi đây chỉ là một góc ngã ba giữa đường Y Dạc Sen và đường Phan Thanh Giản. Góc đường Trần Hưng Đạo là những hàng rào kẽm gai không thể nào di chuyển được, cho nên hiện nay một góc ngã tư này thì đối với rất nhiều người thì nó hoàn toàn lạ lẫm. Hướng bên góc đường Trần Hưng Đạo thưa quý vị, và tiếp tục trên con đường này, đường Y Dạc Sen, em sẽ tiến về góc ngã tư đường Hoàng Hoa Thám và đường Y Dạc Sen. Quý vị cũng có thể dễ dàng nhìn thấy một cái ngôi nhà của ngày xưa, bây giờ đó là trung tâm hưu trí của những người bây giờ. Và ngay cái trung tâm hưu trí này của ngày xưa thì rất nhiều những câu chuyện ma mị, những câu chuyện đồn thổi mà không biết có thật hay không. Có người thì quả quyết là đúng, là theo cái kiểu tôi đã từng nhìn thấy, tôi đã từng nghe rằng khi đang ngủ ở trên những tấm đi văn, trên giường, trên ghế, thì khi giật mình tỉnh giấc thì nằm ở dưới đất. Đó là trong một cái tòa nhà của ngày xưa mà bà con hay gọi là căn nhà ma. Có rất nhiều giai thoại kể về căn nhà này. Và một cái sự việc được đính chính lại và có vẻ như rất là hợp lý là căn nhà này của một bà người Pháp đã mua. Ở căn nhà này chỉ sinh sống có một mình bà. Rồi sau khi rất nhiều những biến cố xảy ra, bà bỏ lại ngôi nhà này và đi về nước Pháp. Sau đó có nhiều người tá túc tại đây, có vẻ như không muốn những người làm phiền mình, cho nên theo dệt ra những câu chuyện để ít người quan tâm, ít người qua lại vì sợ hãi mà không dám đến gần. Và tiếp theo em sẽ một vòng qua đường Phan Năm đến với lại đường Bá Đà Lộc. Đường Phan Năm này thì ôm theo một góc của ngôi nhà ma năm xưa đó quý vị, đường Phàn Nàn. Và trước mắt quý vị là một quán cà phê số 21. Quán cà phê này bên trong là một kiến trúc của ngày xưa vẫn còn tồn tại đến hiện nay. Quý vị đang quan sát được mặt bên hông của cái ngôi nhà ma của ngày xưa. Nhiều người cho rằng nơi đây là cái nơi mật thám tra tấn của người Pháp đối với đồng bào của mình. Thì không biết là quý vị nào có xác thực được điều này hay không, tại vì có rất nhiều những câu chuyện được theo dệt ra. Em đang đi trên đường Phan Năm của ngày xưa, bây giờ là đường Trần Văn Ơn. Góc đường này thì bây giờ đã rộng rãi, thoáng, và có những góc cũng tối tối của ngày xưa. Của ngày xưa đó thì những cô, những bà là nữ sinh của trường Trung học Võ Tánh đời đầu tiên thì rất sợ khi đi trên con đường này vào ban đêm. Và trước mắt quý vị, đây là góc ngã ba đường Phan Năm và đường Bá Đa Lộc, ngôi trường Võ Tánh.
Đường Bá Đa Lộc từ năm xưa được mệnh danh là một ngôi đường, là một con đường phải nói đẹp nhất của thành phố Nha Trang, với những hàng cây xà cừ rất dài, rất cao, rất to và tạo thành một cái mái vòm giống như quý vị đi va qua một cái đường hầm. Và đây là góc ngã ba giữa đường Bá Đa Lộc và đường Đinh Tiên Hoàng. Em sẽ tiến về đường Quang Trung để quý vị cùng quan sát được đường Quang Trung thay đổi ra sao. Cũng có rất nhiều những cô chú, anh chị, thậm chí là ông bà trong những đợt thời gian vừa rồi, dịp Tết, cũng đã trở về lại thành phố Nha Trang. Và em cũng mời họ đi tham quan những con đường. Và thật sự thì họ rất là bất ngờ khi không thể nhìn ra được những gì của ngày xưa. Mọi thứ rất là khác. Dạ, và tiếp tục thì em xin phép mời quý vị hãy cùng em đi lại con đường Quang Trung này. Ngày xưa thì góc đường này không có đường thưa quý vị. Góc đường này đã bị chắn lại bởi những cái hàng rào kiểm gai, tại vì nơi này là một khu quân đội, viện quân y Nguyễn Huệ của ngày xưa, quân y viện. Và có một chị nào đó đã bình luận trên những video trước của em, khi em tìm về những nhà hộ sinh, những nhà bảo sanh, thì chị có hỏi rằng nhà bảo sanh quân đội, thì em đoán rằng, tại vì em cũng chưa có thể đính chính được thông tin, nhà bảo sanh quân đội có thể là nằm trong quân y viện Nguyễn Huệ này. Và em đang đứng trên đường Quang Trung của hiện tại. Em xin được phép nhắc lại, trên góc đường này ngày xưa là không có đường đi. Và trước mắt quý vị đang nhìn thấy một cái cơ sở hạ tầng mang tên là trường Cao đẳng Y tế Nha Trang, Khánh Hòa. Và nơi này ngày xưa là cổng quân y viện Nguyễn Huệ nằm ngay tại đây. Những gì còn sót lại của ngày xưa thì em không biết là đã thay đổi được hoàn toàn hay là giữ lại một ít nào đó của kỷ niệm. Trường Cao đẳng Y tế thưa quý vị, bây giờ là tầm 9:30 giờ buổi tối tại thành phố Nha Trang. Những người bên lao động vệ sinh vẫn đang miệt mài quét rác, giúp cho đường phố có thể sạch đẹp. Những công việc mà ít được nhắc đến, ít được những người quan tâm, và có thể là những công việc đó không nằm trong những người lao động nhận lương cao. Tuy nhiên rất nể phục những người làm những công việc này, giúp cho đường phố xanh sạch đẹp. Đây là quang cảnh của đường Quang Trung hiện tại, một quang cảnh của khu vực quân y Nguyễn Huệ của ngày xưa gửi đến quý vị. Và tiếp theo em xin phép được đi một vòng ở trên đường Quang Trung này, ngay góc mà ngày xưa không thể đi được. Xin mời quý vị hãy cùng em tiến về khu vực phía ngã 7 của thành phố Nha Trang hiện nay. Thì ngày xưa khu vực ngã 7 này chỉ là góc ngã 4 thôi, đường Lê Thánh Tôn, đường Tô Hiến Thành và đường Nguyễn Hoàng. Phía bên kia góc thì có thêm đường Đinh Tiên Hoàng. Thành phố Nha Trang buổi tối lên đèn phải nói thật sự rất đẹp, rất là thơ mộng, rất lãng mạn. Buổi tối, kính thưa quý vị, thành phố Nha Trang hiện nay thời tiết rất là nóng nực. Ban ngày quý vị có thể cảm nhận được là thời tiết dao động từ 36 đến 38 độ C. Có những lúc ở trong nhà thì nhiệt độ vẫn là ở mức 35 đến 36 độ, rất là nóng. Cho nên buổi tối bà con thường hay đi dạo trên những cái tuyến đường này tại thành phố Nha Trang để hóng gió, hóng mát. Quý vị đang nhìn thấy con đường Nguyễn Hoàng của ngày xưa. Và bây giờ là em sẽ ôm theo một góc giao lộ ở ngã 7 này. Phía trước mắt quý vị là đường Lê Thánh Tôn, và bên tay phải hướng 2 giờ là đường Tô Hiến Thành.
chúc mừng quý vị là ngôi trường nữ trung học Huyền Trân của ngày xưa sau năm 75 là được đổi tên thành trường Thái Nguyên. Chúc mừng quý vị là đường Đinh Tiên Hoàng, còn hướng 2 giờ là đường Nguyễn Tri Phương của ngày xưa, bây giờ là đường Nguyễn Chánh. Em sẽ mời quý vị hãy cùng em đi lại ở một góc đường Nguyễn Tri Phương này và trở về lại đường Hoàng Hoa Thám để tiếp tục cuộc hành trình trong ngày hôm nay. Đường Nguyễn Tri Phương mang rất nhiều những kỷ niệm với hai ngôi trường, đó là ngôi trường La Sang Bá Ninh và mặt sau của ngôi trường Cô Lê Phan Xê. Trường Cô Lê Phan Xê là một ngôi trường của Pháp, và em cũng đã có kể cho quý vị nghe một câu chuyện của ngày xưa khi mà tháng 4 ngẫm lại những cái chuyện mối tình của mình, của một chú dạ, và em xin phép được rẽ qua đường Hoàng Hoa Thám, và bên tay phải màn ảnh của quý vị đó là những vị trí, những ngôi nhà của hiện tại. Tuy nhiên thì khu vực này ngày xưa là nhà của ông Tôn Thất Đệ, chủ của rạp hát Tân Tân ngày xưa. Rất là rộng thưa quý vị, một vòng từ phía đường Trần Hưng Đạo ôm qua được Nguyễn Tri Phương và mặt sau là đường Hoàng Hoa Thám này. Đường Hoàng Hoa Thám cũng là nhiều kỷ niệm đối với khá nhiều bà con của mình. Nơi này thì em xin phép được kể một câu chuyện tiếp theo để quý vị có thể cùng nhớ về những thời gian của ngày xưa, mang tên là Con Đường Kỷ Niệm. Em xin phép được dùng từ nó, tại vì chú tác giả này ví mình là nó. Kính thưa quý vị, trong ký ức của nó, không có con đường nào đẹp bằng con đường này. Con đường dẫn đến trường mỗi ngày đi học, con đường cũng dẫn nó ra biển mỗi lúc cúp cua. Chú này đang kể về đường Bá Ra Lộc. Thưa quý vị, hàng cây xà cừ vương tàn mát rượi, đội cả bộ rễ u nần lên mặt đường, cũng là nơi chứng kiến những cảm giác nghiêng trao của nó. Thằng con trai tuổi mới lớn, khi nhìn thấy những bạn nữ sinh thướt tha trong tà áo dài đáng yêu, có một bận tan trường, nó bắt gặp một áo dài thanh mảnh ôm chiếc cặp táp trên tay và thong dong tản bộ trên vỉa hè. Có cái gì đó rất là thu hút khiến nó không cưỡng lại được, nó đạp xe dấn theo, dù nhà nó ở hướng đường ngược lại, chỉ là để ngắm mái tóc dài ống ả buông đáy lưng ông, chỉ là để dõi theo những bước khoan thai thần thái của áo dài. Chỉ như vậy thôi, áo dài vẫn không hề hay biết, vẫn cứ thong dong rảo bước, còn nó vẫn kiên nhẫn đạp xe lặng lẽ phía sau và cứ mong cho con đường dài mãi, dài mãi. Nhưng đời không như là mơ, con đường về nhà áo dài không dài mãi. Điểm cuối của con đường thực tế lại khá là gần trường, có vẻ như áo dài sắp quẹo vào một con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, và nó đứng trước nguy cơ mất dấu nguồn cảm xúc mới vừa chớm nở. Nó đánh bạo, nhấn mạnh pedal, đạp xe vượt qua và ngoái đầu lại nhìn mặt áo dài. Ôi cha mẹ ơi, là cô hiền lương, giáo viên trường nó chứ ai. Nó cắm đầu cắm cổ chạy luôn một mạch mà không hề biết rằng có một tương lai xám xịt đang chờ nó ở phía trước. Ngày mai nó bị kêu lên bảng để kiểm tra bài tập về nhà môn hóa của cô, người được mệnh danh là sát thủ có gương mặt trẻ thơ. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là một đoạn câu chuyện của một chú cũng đang ở xa xứ. Kính thưa quý vị, nhớ về khoảng thời gian của mình khi say đắm những tà áo dài, những mái tóc thướt tha trên con đường Bá Đa Lộc và trên con đường Hoàng Hoa Thám, trên đường trở về nhà. Và bây giờ em xin phép được tiếp tục trên con đường này, và nơi đây là đoạn cuối của đường Hoàng Hoa Thám, và đây là đường Chân Nữ Vương của ngày xưa. Phía bên tay phải màn ảnh quý vị, đó là ngôi trường nữ tiểu học của ngày xưa, bây giờ là trường High School của thành phố Nha Trang. Và em tin chắc rằng
những trục đường này thì cũng có rất nhiều những YouTuber tại thành phố Nha Trang đã ghi hình, đã truyền tải đến quý vị những hình ảnh của hiện tại thành phố Nha Trang. Tuy nhiên thì hôm nay với một thời tiết nóng nực, em muốn đi lại hóng mát và cùng mời quý vị hãy cùng đi hóng mát với em trên những tuyến đường quen thuộc này. Đây là một góc ngã tư giữa đường Trưng Nữ Vương và đường Phan Chu Trinh, một góc đường cũng rất đổi quen thuộc với những cô chú anh chị đã từng sinh sống trên trục đường Phan Bội Châu này và khu vực dưới chợ Đầm. Và tiếp theo là một góc ngã tư giữa đường Trưng Nữ Vương và đường Hoàng Tử Cảnh. Em xin phép được rẽ qua đường Hoàng Tử Cảnh một đoạn ngắn rồi về với lại đường Nguyễn Du. Đường Nguyễn Du là một con đường mà có thể nói là con đường không nên đi vào ban đêm đối với những người đứng đắn, tại vì khu phố Nguyễn Du của ngày xưa được gọi là khu phố ăn chơi, rất nhiều những tay anh chị, những cô gái của ngày xưa hay tập trung về đây để mà làm ăn theo cái kiểu phố đèn đỏ ngày xưa đó quý vị, một con đường ăn chơi của ngày xưa. Trước mắt quý vị là một ngôi nhà cũng phải nói là nhà cổ, một căn nhà tồn tại từ ngày xưa đến hiện nay. Xung quanh chợ Đầm vẫn còn rất nhiều những căn nhà cổ, những căn nhà xưa. Nếu có thể được phục dựng lại thì có thể phục vụ cho ngành du lịch cũng khá là cao, khi thu hút được những người khách phương xa đến với lại thành phố Nha Trang của mình. Và em xin phép được rẽ qua lại đường Phan Chu Trinh, tiếp tục hướng về con đường góc giao lộ đường Hàn Thuyên, đường Lê Lợi, đường Hoàng Tử Cảnh. Đường Phan Chu Trinh ngay góc giao lộ này thì quý vị cũng đang nhìn thấy bên tay trái góc mũi tàu Phan Chu Trinh và Lê Lợi, đó là ngôi nhà của bác sĩ Quýnh ngày xưa. Và nơi đây là một góc giao lộ cũng được gọi là ngã sáu của ngày xưa đó quý vị. Một cảnh tượng cũng khá là xót xa khi một cụ bà bán vé số bất chấp cái sự nguy hiểm ngồi ngay cục bùng binh giao lộ này để bán vé số. Nhiều người đi ngang thì cũng động lòng và chắc ẩn, xúc động và thương cụ khi tặng cho cụ những đồng tiền thay vì mua những tờ vé số này. Ở đâu đó trong xã hội của thành phố Nha Trang vẫn còn rất nhiều những người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đang cố gắng bươn chải mưu sinh ở ngoài đường. Họ kiếm tiền bằng chính mồ hôi công sức của mình, một điều hết sức là đáng quý, rất là đáng trân trọng. Thành phố Nha Trang về đêm bây giờ là cũng tầm 10 giờ kém 10 phút. Và hiện tại thì đường xá ở những khu này thì đang thưa dần. Còn đường xá ở các khu vực như trung tâm thành phố Nha Trang, khu phố Tây, đặc biệt là đường Duy Tân, đường Trần Phú bây giờ đó quý vị, lúc nào cũng tấp nập xe cộ qua lại. Em sẽ đến một vòng ở khu vực Ti Bưu Điện của ngày xưa. Quý vị cũng có thể quan sát được một quang cảnh về đêm của Ti Bưu Điện. Em không biết ngày xưa, thời trước năm 1975 thì không biết có giờ giới nghiêm hay không, và cũng không biết là khu vực này buổi tối có được sáng đèn hay không. Tuy nhiên thì hiện nay một ánh đèn vàng heo hắt cũng có thể chất chứa được những nỗi lòng của những người con xa xứ khi được nhìn lại những hình ảnh của một Nha Trang ngày hôm nay.
nhớ về một Nha Trang của ngày xưa. Và quý vị có thể hình dung được đây là một góc đường có căn nhà lục giác, một cái thư viện của ngày xưa. Rất nhiều những bậc giáo sư, những học sinh, sinh viên đều ghé đến đây để mà tìm những cuốn sách chân ái để mình đọc, để hiểu hơn về cuộc sống, hiểu hơn về cuộc đời, hiểu hơn về trên vấn đề giáo dục để có thể học hành. Góc này thì thường ngày vẫn có một cái khu vực nhảy đầm ngay trên chính cái khu vực vị trí nhà lục giác của ngày xưa, thư viện. Tuy nhiên thì hôm nay hầu như là không có ai. Dạ, và đến đây em cũng xin kết thúc video này. Một vòng đưa quý vị trở lại thành phố Nha Trang, những con đường của ngày xưa. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt, trân trọng.